Ok, mình qua part 2, 5 question. Look and read, write yes or no. Cũng tương tự như vậy, mình quan sát cái hình. Sau đó người ta cho mình một cái câu và nếu mà đúng thì mình viết là yes. Và cái câu đó sai với nội dung ở trong hình thì mình viết là no. Ok, there are two examples, có hai cái ví dụ. The family is listening to music on the radio. Gia đình đang nghe nhạc ở trên đài. Ở đây mình có thấy có cái đài nè các bạn. Nó có cái hình mấy cái nốt nhạc ha. Và gia đình thậm chí là ba với mẹ đang khiêu vũ nữa. Cho nên gia đình đang nghe nhạc trên đài là đúng. Ok, câu trả lời của mình là yes. Ví dụ người ta làm rồi. The people are in the living room. Mấy cái người ta thì người ta, the people là người ta ở trong phòng khách. Trong khi mình nhìn thấy này nó là cái gì các bạn? Kitchen. They are in the kitchen. They are not in the living room. Họ ở trong phòng khách chứ không phải trong... Họ ở trong nhà bếp chứ không phải trong phòng khách ha. Rồi mình qua câu số 1. The family is cleaning the kitchen. Gia đình thì đang lau chùi nhà bếp đúng không? No. The family is dad and mom dancing. The boy playing game on the floor. Ok, vậy gia đình không có phải là đang lau chùi nhà bếp. Đáp án của mình là no. Number 2. The dog is under the table. Con chó ở dưới cái bàn. Trong khi mình nhìn thấy con chó, where the dog is outside the kitchen, it not under the table. So the question is no again. Vậy câu số 2 nó sẽ là no tiếp ha, con chó không có nằm dưới cái bàn. Câu số 3, dad is taking a photo. Who is taking a photo? The boy is taking a photo. Dad is dancing with mom. Dad thì đang khiêu vũ với mẹ, cậu con trai mới chụp hình. Như vậy câu số 3 tiếp tục. Sai tiếp. No, dad is not taking a photo. The son, the boy is taking a photo. Number 4. There's some food on the table. Có một ít đồ ăn ở trên bàn. Rồi, đúng rồi. Ở trên bàn có một ít đồ ăn. Đáp án là yes. Number 5. The door is open. Yes, tiếp. Cánh cửa thì đang mở. So we can see the dog outside. Mình có thể thấy con chó bên ngoài nè. Đúng không? The door is open. Rồi thầy đọc lại cho các bạn dọa theo ha. The family is listening to music on the radio. The people are in the living room. Number 1. The family is cleaning the kitchen. Number 2. The dog is under the table. Number 3. Dad is taking a photo. Number 4. There is some food on the table. Number 5. The door is open. Rồi mình xong part 2 ha.